Hello anh em, chào mừng anh em đến với kênh YouTube của Dương Hàng Thùng. Mình là Dương, kênh YouTube của mình chuyên về hàng high end và hàng siêu tuyển chọn. Thì video ngày hôm nay thì là một video rất đặc biệt nhé. Thì hôm nay em Dương sẽ lên cho anh em 25 mã áo siêu phẩm. Trong đó thì có áo sơ mi dài tay, ngắn tay chủ yếu anh em nhé. Thì hôm nay thì em lên cho anh em rất nhiều các cái thương hiệu lớn nổi tiếng nhé, như là Balenciaga này, BS Squad này, Burberry này, Lacoste này, Dior này. Tất toàn bộ đều là xung quanh các cái hiệu lớn đấy anh em nhé. Nên là hôm nay thì em sẽ có 25 mã, thì trong đó thì mã từ mã VIP 1 đến mã VIP 16 thì sẽ giá là 800.000. Còn từ mã VIP 17 trở đi sẽ là đồng giá 400.000 cho một sản phẩm anh em nhé. Thì để mà có được những cái con áo này thì thực sự là nếu mà để đi mở kiện thì chắc em mở cả năm không được những con áo siêu phẩm như thế này. Mà em dành rất nhiều công sức, thời gian đi săn về cho anh em nhé. Cho nên là nếu mà thấy video này hay thì anh em vui lòng bấm vào nút đăng ký, nút quả chuông và bấm like video để em Dương có thêm cái động lực để săn thêm những cái con hàng phục vụ anh em nhé. Rồi em lên mã đầu tiên nhé, mã VIP 1 này, từ VIP 1 đến VIP 16 là 800.000 anh em nhé. Em lên cho anh em một con Balenciaga Paris này, form size 95 anh em nhé. Trên cái cổ áo của nó thì nó đính đây, đính đá này, cực kỳ đẹp luôn anh em này. Đây, con này độ mới nó rơi tầm khoảng độ 95%. Áo cực kỳ mới luôn anh em nhé. Cúc nào của nó cũng dập hiệu chữ Balenciaga anh em nhé. Cúc nào cũng dập hiệu hết. Đây, đây là thêu này, thêu cái logo của hãng này. Áo của Balenciaga này quá đắt rồi, toàn 15 đến 30 triệu một con. Áo quần này, nói chung là tất cả Balenciaga giá đều rất là cao anh em nhé. Mã VIP 1 này, vai 45, bụng 49, giá áo là 74 anh em nhé. Giá áo là 74. Mà em Balenciaga mới, rất đẹp luôn anh em nhé. Rất đẹp luôn. Con này là hàng Hàn Quốc anh em nhé. Đây, con này Medicina nhé, hàng trong kiện Hàn. Đây, toàn chữ Hàn rồi, đừng có ngoài tác này. Ở mã VIP 1 này, vai 45, bụng 49, giá áo là 74. Mã tiếp theo này, một em DS Squad này, ủa này đẹp lắm anh em ạ. Quá đẹp luôn. Đây, em nhìn này, họa tiết con áo này, cổ trắng này, cúc áo của nó này. Đây, con này là made in Italy nhé. Đây, ở cái bề ngang của cúc nó làm rất dày và nó ghi là chữ Made in Italy DS Squad 2. Ở đây, con này thì cổ áo nó hơi một tí ở đây thôi anh em nhé. Ra mặc lên thì nó không lộ đâu. Đấy, nó kiểu như nó không được hoàn hảo ấy, tại vì cái cổ trắng thì ra rất là không phải tránh được. Cái này thì anh em về giặt giúp em là nó sạch ngay nhá. Hàng vừa về em cũng chưa có xử lý gì cả. Mã DS Squad này, DS Squad 2, con này form size 48 nhá. Form size 48 này. Con này có một cái là nó bị mất một cái cúc ở trên này thôi. Đây. Thực ra là anh em mặc thì cũng không bao giờ, mình cũng không bao giờ mà đóng hết cả hai cúc vào đâu. Nó rất là kín này, nó cũng không lộ đâu. Đây, ở chỗ đoạn dưới áo này, đây, nó thêu chữ Made in Italy này, còn nữa là chữ Born in Canada nhé, ở Canada. Đây, đây một con áo rất đẹp luôn, tay áo anh em nhìn này. Tay áo này, cực kỳ đẳng cấp. Đây, đó là 3 cúc anh em nhé, 3 cúc này, tay rất là dài luôn này. Mã VIP 2 này, vai 42, bụng 48. Dài áo là 70 và dài tay là 62 anh em nhé. Dài tay 62 của em DS Squad 2. Rất đẳng cấp luôn. Con này kiểu dáng slim fit anh em. Ở vai 42, bụng 48, dài 70, dài tay là 62 anh em nhé. Dài tay là 62. Đây, tag đây, bên Italy. Chất liệu của nó là cốt tông nhá, cốt tông 100%. Này, tag của nó đây anh em nhé. Mã VIP 2. Mã tiếp theo này, mã VIP 3 này, của em Dior nhé, Christian Dior. Đây, màu rất đẹp luôn anh em ạ. Màu rất đẹp luôn này anh em này. Đây, Christian Dior. Đây, độ mới con này nó rơi có tầm 90% anh em nhé. Khoảng 90% này. Đây, con này bên này nó có thêu này. Thêu chữ này, bên này chữ gì. Đây, nó có thêu này anh em nhé. Đây, cái còn lại đằng trước nó là trơn nhé. Cúc áo của nó là kiểu cúc đơn giản thôi. Nó có cái viền ngang này, chữ CD nhé anh em nhé. Anh em để ý kỹ này, cái cúc của nó nhé. Đây, nó là chữ C và chữ D gộp lại thành cái hình tròn cái cúc này. Làm rất là tinh tế luôn, ở tay áo. Mã VIP 3 này, vai 46, bụng 52, dài 68. Và dài tay là 53 anh em nhé, dài tay 53. Đấy, nó cũng làm tương đối là phù hợp nhé.
nó kiểu như nó không bị ngắn quá ấy, cho anh em các chú bác mình là đeo đồng hồ này, đeo phụ kiện anh em nhé. Đây. Đây, tác này anh em nhé. Đây. Đây. Con này nó còn có ghi là gì? Custommade này. Nó còn có ghi người, cái người thiết kế nhé. Nó còn có tên ở đây này anh em này. Đây. Tên của người thiết kế là cái áo này này. Con này form size số 2 này. Này nó bị ép trong kiện, nó hơi bị đây. Con này là hàng nội địa của Nhật anh em nhé. Đấy, anh em để ý nhé, những cái con áo mà sơ mi hàng nội địa Nhật nó đều làm cái tay áo nó cũng chỉ tầm từ 53 đến tầm khoảng 58 60 rồi đấy, ngắn ngắn đấy thôi để cho mình đeo thêm phụ kiện ấy. Này mã VIP 3 nhé, vai 46 bụng 52, dài 68, dài tay là 53. Mã tiếp theo anh em nhé, mã VIP 4 này của em Christian Dior này. Em Dior này, con này là áo sơ mi cộc tay của Dior nhé, sơ mi cộc tay này. Đây, con này thì là cúc của nó là cúc trơn anh em nhé, cúc trơn này. Đây. Cổ của nó là cổ trắng này. Đây, con này mới phải trên 90% nhé, áo rất là mới này. Mã VIP 4 này, vai 42 bụng 52, giá áo là 71 nhé. Áo vạt ngang em nhé, áo vạt ngang này. Đây, áo vạt ngang này. Con này tác hơi mờ rồi. Con này là 80% là cốt tông nhá, còn lại là polyester. Tác đây anh em này, đây tác hơi mờ nhưng mà em vẫn đọc được cái chữ của nó. Đây, con này áo rất mới anh em này, áo Dior. Đây, con này nó cũng kiểu phong cách đơn giản thôi, mã VIP 4 nhá, vai 42 bụng 52, dài áo là 71. Mã tiếp theo này, em Balenciaga tiếp nhá, Balenciaga này. Đây, con này độ mới nó cũng rơi tầm khoảng độ 90 nhá, trên 90%, áo rất mới. Con này có khi đến 95%. Cúc nào nó cũng dập hiệu chữ Balenciaga này. Đây, mã tiếp theo này, theo của Balenciaga này. Tay áo của nó thì nó làm kiểu đơn giản thôi. Đây anh em nhé, tay áo này. Đây, tay áo này. Mã VIP 5 này, vai 46 bụng 53, dài 67 và dài tay là 56 anh em nhé. Dài tay 56 này. Đây. Đây, một con áo màu rất đẹp luôn này. Độ mới cực cao nhá, cái vải của nó cực kỳ là thích luôn, sở rất là thích. Con này là cũng trong kiện hàn nhá, 60% là polyester, còn lại là 60% cốt tông, còn lại là polyester. Tác đây anh em nhé. Đây. Đây, con này thì là hàng nội địa của Hàn Quốc anh em nhé, hàng nội địa của Hàn. Mã VIP 5, vai 46 bụng 53, dài 67 và dài tay là 56 nhá. Tiếp theo là một em Dior này. Dior này, con này màu gọi là màu nâu nâu nhạt. Đây, họ tiếp theo Dior anh em nhé, theo trên túi này. Đây, Dior này. Con này độ mới nó rất cao nhá, cũng khoảng 90% anh em nhé. Mã VIP 6 này, vai 44 bụng 50, dài 71 và dài tay là 54 anh em nhé. Dài tay 54 này. Đây, áo vạt ngang. Áo vạt ngang này. Đây, màu này cho các chú các bác mặc này, cực kỳ đẹp luôn. Đây, con này là chất liệu cốt tông 100%. Đây, tác nó hơi mờ rồi. Đây, cúc dự phòng này. Đây, nhưng em vẫn đọc được cái chất liệu của nó. Mã VIP 6 nhá. Vai 44 bụng 50, dài 71 và dài tay là 54. Dài tay 54 này. Mã tiếp theo là em DS Quad 2 tiếp này. Đây. Đây, con này ở trên chỗ dưới này nó cũng thêu nhá anh em nhá. Đây. Thêu chữ DS Quad 2 đây này. Cúc nào của nó cũng có dập chữ DS Quad 2 nhá. Đây. Rất đẹp luôn này. Đây, con này thì là cúc kiếp đầy đủ hết. Đây, đây nó có mấy cúc móc ở trên này. Này, tay áo của nó thì nó cũng làm theo cái kiểu đơn giản thôi em nhé, kiểu đơn giản thôi. Mã VIP 7 này, vai 45 bụng 46, dài 67 và dài tay là 64 nhá. Dài tay là 64. Đây. Đây, thường cái kiểu con này thì là tay như này thì anh em để tương đối dài ấy, anh em hoặc mặc có thể là kiểu sắn lên ấy, tại vì là thường là DS Quad nó hay thiết kế được cái phong cách trẻ trung. Con này mất tác rồi, con này bị cắt mất tác rồi anh em nhé, này không có tác rồi, con này không có tác rồi anh em nhé, phải bị cắt mất tác rồi. Đây, nó chỉ có một số 50 đây, đây DS Quad, con này mới lắm, con này cũng khoảng 90%. VIP 7 nha, vai 45 bụng 46, dài 67 và dài tay là 64.
Và mã tiếp theo là một em Balenciaga áo sơ mi cộc tay nhé. Con này pha với chất đũi này. Đây, con này màu tím nhá, màu tím nhạt rất là đẹp luôn này. Balenciaga Paris này, form size 105. Con này mới nó phải 95% anh em ạ, mới lắm. Cúc nào nó cũng dập hiệu hết nhá, cúc này. Đây, con áo hiệu khác, cái màu của nó làm ấy cực kỳ khác biệt luôn. Đây. Họa tiết này, thêu này, Balenciaga trên túi này. Mã VIP 8 này, vai 52 bụng 58. Dài áo là 74. Dài áo là 74 này. Em Balenciaga này. Đây. Đây. Con này cũng hàng Hàn Quốc nhá. Con này là chất đũi này anh em này. Đây. Các anh em nhá. Hàng nội địa Hàn anh em nhá. Ở mã VIP 8 này, vai 52 bụng 58, dài áo là 74. Này, con này mới á. Ở mã tiếp theo này, Balenciaga tiếp nhá, Paris, form size 105. Đây. Chất vải của nó làm rất đẹp nhá. Đây, họa tiết thêu này. Thêu này, Balenciaga này. Đây. Đây anh em nhìn cái chất vải này anh em nhìn này. Cực kỳ mỏng luôn nhá, con này vải siêu mỏng luôn. Nó có các cái đường kẻ của nó này. Đây. Này, chỗ này nó bị bụi đấy anh em nhá. Đây này. Đây, chỗ này nó bị bụi đây. Không phải là bị ở đây, bị bụi đấy. Đây, cúc này nó làm kiểu đơn giản thôi. Đây, với dòng Balenciaga em thấy nó hay cúc, nó hay làm cái thêm cái đoạn ở giữa như thế này. Đây đằng sau nhá, cũng rất ảo, rất đẹp luôn này. Đằng sau nó cũng làm trơn này. Đây, nó cũng kiểu đơn giản như này thôi. Cúc của nào của nó cũng đều dập hiệu hết anh em nhé, Balenciaga này. Mã VIP 9 này, vai 49 bụng 55, dài 76 và dài tay là 56 anh em nhé. Dài tay 56 này. Đây, con này tác nét. Con này là cũng 60% là cốt tông, còn lại là polyester nhé. Pha này, cũng hàng nội địa của Hàn nhé anh em nhé. Cũng hàng nội địa của Hàn này. Đây. Ở mã VIP 9 nhé, vai 49 bụng 55, dài 76 và dài tay 56. Dài tay 56 này. À, tiếp theo này, của em con này của Tombow này. Con này made in Japan nhé. Đây, Tombow này, made in Japan này, form size XL nhé. Đây, chỗ này nó có một cái, con này không phải túi đâu anh em nhé. Gọi là cái điểm nhấn ở đây thôi, chứ không phải túi. Đây, cúc con này nó là cúc trơn này. Tombow thì áo sơ mi của nó rơi tầm khoảng 20 triệu. Đây, ở dưới này nó có một cái gọi là, để mình ghi tên ấy. Đây, size áo này, Tombow New York này. Đây, áo Tombow nào nó cũng có đấy. Đây, thêm một cái tag ở đây này. Đây, một cái tag ở đây nhé. Tay áo nó làm rất là hay nhé, màu làm cực đẹp luôn anh em này, áo đẹp lắm. Đây anh em này. Đây. Mã VIP 10 này, vai 43, bụng 45, dài 67 và dài tay là 61 anh em nhé. Dài tay là 61 này, mình màu có Tombow, siêu đẹp luôn. Ngồi bên trong anh em nhé. Đây. Trong áo anh em nhìn này. Nó có cái đường kẻ ba màu rất đẹp luôn này, cực sang luôn nhá. Đây. Đây khi anh em mặc này, nó sẽ ẩn ẩn hiện hiện ra khi mình mặc này. Đây khi mình quay người, đấy nó hơi bên trong nó có cái ba sọc quá đẹp luôn này. Tombow. Mã VIP 10 này, vai 43 bụng 45, dài 67, dài tay là 61 anh em nhé. Con này là made in Japan này. 80% là wool, cái này là chắc là kiểu như là chất liệu làm từ gỗ gì ấy. 10% là nylon, còn 10% là acrylic. Cái này em không biết là cái chất liệu như thế nào. Đây. Chắc là kiểu áo nhiều tiền thì nó làm cái chất liệu nó khác một tí anh em ạ. Chứ em cũng không hun nên là biết là có phải cốt tông hay là cái gì. Đây. Mã VIP 10 nhá, vai 43 bụng 45, dài 67 và dài tay là 61. Ở mã tiếp theo này, con này vơ sạc nhá. Áo của vơ sạc này anh em này, cúc nào nó cũng dập hiệu chứ vơ sạc hết anh em nhé. Vơ sạc này, đây. Đây anh em này. Dù vơ sạc thì nó còn siêu hiếm anh em ạ. Hiếm hơn cả ba len rồi các thứ. Đây, trên này, à đâu, không phải. Đây, vơ sạc này anh em nhé. Vơ sạc con này made in Italy nhé. Mã VIP 11 này, vai 49 bụng 53, dài 75 và dài tay là 63 nhé. Em áo vơ sạc này. Thực ra thì vơ sạc thì em nghĩ là cái
về cái hàng đồ cũ của Versace thì em nghĩ là cái giá áo của nó chắc áo cũ nó phải tầm 3-4 triệu. Và thôi em săn được thì thôi cứ để đồng giá hết cho anh em thôi, chứ cũng không lấy cao hơn. Con này như bị mất tác rồi. Con này bị mất tác rồi anh em ạ. Mất tác rồi. Đây, con này mới lắm. Đây, mới con này mới phải 95%. 90-95%. Đây, áo rất mới anh em nhé. Họa tiết của nó làm anh em này. Rất đẹp này. Ở mã VIP 11 nhé. Vai 49, bụng 53, dài 75. Dài tay là 63 anh em nhé. Dài tay là 63. Đây, chất con này cực thích luôn anh em ạ. À, VIP 11 này. Ở mã tiếp theo này, của em Balenciaga nhé, Paris, form size 100. Form size 100 này. Đây. Con này cũng mới nó khoảng 90% này anh em này, 90% nhé. Họa tiết nào, họa tiết thêu này, đây áo các cái đường kẻ sọc. Rất đẹp luôn. Đây, cúp con này nó cũng đơn giản thôi, cúp dập hiệu. Ở trên tay cổ tay cũng thế, nó làm đơn giản. Mã VIP 12 này, vai 46, bụng 52, dài 73. À, dài tay là 55 anh em nhé. Dài tay 55 này. Đây, mày máu của Balenciaga. Đây, cúc dự phòng này. Đá, con này bị mờ mất rồi anh em ạ. Đây, con này chắc là chất polyester, cotton pha polyester đấy. Tại vì áo nó làm nó chất cực kỳ thích luôn anh em ạ. Chất cực kỳ thích luôn. Đây, chắc tại áo nhiều tiền ấy, nó làm chất liệu chắc chắn là cao cấp rồi. À, VIP 12 nhé, vai 46, bụng 52, dài 73, dài tay là 55. Ở mã tiếp theo này, Balenciaga Paris tiếp nhé, cũng form size 105 này. 15 này, đây trên cổ áo nhé, nó làm cái đường thêu nhé, rất là điệu luôn anh em ạ. Đây, đường thêu này, được chỉ bo bên ngoài này, được đẹp luôn này. Đây, kể cả họa tiết của con áo nhé, nó cũng làm cái màu xanh này. Đây, làm cái màu xanh kẻ dưới này, bên trong này. Cúc nào của nó cũng dập chữ Balenciaga anh em nhé. Đây, Balenciaga này. Ở mã VIP 13, vai 50, bụng 54, dài áo là 75 nhé. Dài áo là 75. Con này tác nó cũng bị mờ theo thời gian rồi anh em ạ. Đây, con này chất giống con vừa lấy thôi, áo đẹp ạ. Ở mã VIP 13 nhé, vai 50, bụng 54, dài áo là 75. Ở mã tiếp theo này, em Balenciaga tiếp nhé, Paris, form size 105 này. 105 này. Đây, con này nó có cái đường chỉ rất đẹp này anh em này, rất đẹp này. Con này độ mới nó khoảng 90 nhé, áo rất mới này. Cúp dập hiệu này anh em này, cúp nào nó cũng dập hiệu hết nhé. Đây, theo Balenciaga này. Ở mã VIP 14 này, ở vai 50, bụng 56, dài 73, dài tay là 58. Dài tay 58 này. Đây. Đấy, những cái hàng của Hàn Nhật này, dài tay nó chỉ làm đến tầm đấy thôi, không làm dài hơn. Đây anh em này, cổ áo, tay áo cũng đẹp luôn này. Đây. Áo này mới, con này tác mới đây. Con này cũng hàng Hàn Quốc nhá. Đây, nội địa Hàn Quốc này. 65% là cotton, còn lại là pha với cả polyester. Đây. Đấy, hai con vừa rồi thì em thấy chất liệu nó cũng như vậy ấy, mà nó có thêm cái đường bóng hơn thôi. Ở mã VIP 14 này, vai 50, bụng 56, dài 73, dài tay là 58. Ở mã tiếp theo này, con này Balenciaga Paris tiếp nhé, con này form size 100. 100 này, đây con này cũng mới 90%, anh em nhìn này, áo rất mới nhé, con này màu tím, tím nhạt, tím rất nhạt nhé. Mã tiếp theo này, theo này. Mã VIP 15 này, ở vai 50, bụng 56, dài 73 và dài tay là 59 anh em nhé. Dài tay là 59 này. Đây. Máy Balenciaga dài tay. Đây. Cúc của nó làm chỗ này cũng đơn giản thôi, cũng dập hiệu nhá. Đương nhiên rồi, cúc của áo VIP mà. Đây. Con này cũng thế nhá, 36% là 36% là polyester, còn lại là pha với cả cotton nhá. Đây, nó cũng pha như vậy anh em nhá. Đó, con này cũng hàng nội địa của Hàn Quốc nhá. Cũng hàng nội địa của Hàn đấy. Ở mã VIP 15. Ở vai 50, bụng 56, dài 73, dài tay là 59. Là tay 59 này. Tiếp theo này, ở lại Balenciaga tiếp nhé. Con này form size 100. Đây.
đây con này họa tiết theo này, theo đây này. Đây con này cũng mới anh em ạ, cũng mới 90%, cúc tập hiệu này. Ở mã VIP 16 này, vai 48 bụng 50, dài 73, dài tay là 54 nhá, dài tay 54 này. Đây con này thì là nó cũng kiểu đơn giản thôi. Đây nó có các cái đường họa tiết nhá, đan xen nhau. Đây các cái màu này của nó này, hồng này, xanh này, đường chỉ này, làm rất đẹp luôn anh em nhé. Mẫu áo xịt độ hoàn thiện nó làm cực cao luôn. Mã VIP 16 nhé, vai 48 bụng 50, dài 73, dài tay là 54. Con này cũng hàng nội địa Hàn anh em ạ. Đây có chữ Hàn đây. Nó bị mờ mất cái tag rồi, hơi mờ mất tag rồi anh em nhé. Ở mã VIP 16 này. Ở mã tiếp theo này, từ mã VIP 17 nhá, là những con áo sơ mi của Lacoste lẫn cả polo nữa, thì em bán đồng giá là 400.000 cho một con áo anh em nhé. Đây em mã tiết kẻ của Lacoste này, form size XS nhé, XS này. Đây con này mới nó khoảng 90%, theo này, mã tiếp theo của Lacoste này. Mã VIP 17 này, vai 44 bụng 50, dài áo là 64 nhá, cho anh em là form size S, form size S này. Đây con này là made in Brazil anh em nhé, sản xuất tại Brazil. Đây tác cũng dự phòng này, chất liệu là cotton 100% tác này. Mã VIP 17 này. Ở mã tiếp theo này, mà em là cốt form size 38 nhé, form size 38 này. Đây mã tiếp theo này, theo là cốt này đây, là xấu này, là xấu form size 38 này. Cái này trên này nó cũng theo những là cốt này anh em này, rất đẹp luôn. Là cô này, ô này đúng siêu phẩm. Cúc của nó cũng dập hiệu nhưng cúc nó là bé tí. Bé tí mà nó cũng vẫn dập hiệu chữ Lacoste nha anh em nhé. Vẫn dập hiệu chữ Lacoste này. Ở mã VIP 18 này, vai 41 bụng 46, dài 68 và dài tay là 61 anh em nhé. Dài tay 61 này. Đây, sau nó có một cái. Đây, trên này. Đây nha anh em nhé, cái đường này nó kéo dài hết cả con áo này, cái đường này. Tác của nó đây. Con này là cotton 100% nhá. Con này là cũng hàng nội địa của Hàn Quốc anh em nhé. Đây, tác này. Mã VIP 18 này, vai 41 bụng 46, dài 68. Dài tay là 61. Ở mã tiếp theo này, của em Lacoste con dáng slim nhá. Dáng slim này, áo màu xanh nhạt. Đeo tiếp Lacoste này em. Cúc của nó thì con này là cúc trơn thôi. Con này cúc trơn này anh em nhé. Đây. Dáng slim này. Đây. Đây form size 42, form size L. Đây, con này mới nó cũng khoảng 90 nha anh em nhé. Mã VIP 19 này. Vai 46 bụng 53, dài 75. Dài tay là 64 nhá. Dài tay là 64. Con này tay nó cũng làm kiểu đơn giản thôi anh em ạ. Đây. Tay dài 64. Con này là made in China anh em ạ. Cotton 100%. Đây, hàng made in China. Đây, áo trơn này. Mã tiếp theo này, của em Lacoste này, form size 100 nhé, con này đẹp đấy. Màu này cho các chú bác mặc này, quá đẹp luôn này. Đây, họa tiết theo anh em nhé, theo này. Đây, độ mới con này nó rơi tầm 90 anh em nhé. Đây, con này nó có một cái đường này. Đây, làm rất đẹp luôn nhé. Lacoste form size 100 này. Mã VIP 20, vai 46 bụng 54, dài 71. Dài tay là 57 anh em nhé, dài tay 57. Đây, chốt tay áo của nó làm này. Đây. Là tay 57. Con này cũng cotton 100% nhá. Hàng con này hàng nội địa của Hàn. Đây, tác này anh em này. Màu áo rất đẹp luôn anh em ạ. Mã VIP 20 nhá, vai 46 bụng 54, dài 71. Dài tay 57. À, mã tiếp theo này, mà em Lacoste con này form size 40 nhá, 40 này. Cá sấu màu màu ghi này, bé bé. Đây, form size 40 này. Đây. Con này cũng mới lắm, con này đây, cũng mới 90%. Mã VIP 21 này, vai 44 bụng 48, dài 71 và dài tay là 61. Dài tay 61 anh em nhé. Con này là áo kiểu măng khuy nhá. Đây, áo măng khuy này. Chứ nó không phải là áo cúc bình thường.
măng cúc nó để làm măng khuy. Đây, anh em nào mua thì em tặng luôn cái măng khuy. Đây. Nguyên bản của nó không có đâu, em lấy của nhà em lắp vào thôi. Em vừa mua một lúc mấy cái. Đây, ở dưới này nó có chữ La Cốt thêu này. Thêu tiếp chữ La Cốt ở dưới này. Hai cung dự phòng này, con này mới lắm. Nguyên hàng nội địa Hàn nhé. Cốt tông 100%. Mã VIP 21 nhé, vai 44, búc 48, dài 71, dài tay là 61 anh em nhé. Mã tiếp theo này, mà em áo La Cốt cổ tàu này, hàng hiếm luôn, đẹp lắm, quá đẹp luôn anh em ạ, quá đẹp luôn. Con size 40 này, con size M này, slim fit này, con này mới lắm. Mã VIP 22, vai 44, búc 52, dài 70, dài tay là 63 anh em nhé, dài tay là 63. Này. Con này chất kiểu chất đũi anh em ạ, chất đũi. Chắc là chất đũi anh em ạ. Đây. Tại vì chữ Hàn ấy, em bán hàng Nhật nhiều, hàng Hàn em ít bán. Ở chữ này thì cũng lạ, chắc là chất đũi. Không biết là nào, tôi cứ bảo không chắc chắn anh em ạ. Ở mã VIP 22 nhé, vai 44 búc 52, dài 70, dài tay là 63, dài tay 63. Tiếp theo là một em polo của La Cốt này. Đây. Con này thêu nó thêu ở dưới này anh em nhé. Theo ở dưới. Trên này nó là in nhiệt nhé. Trên này nó là in nhiệt này. Đây, La Cốt Slim này. Đây, con này nó cũng được chắc là khoảng 88%, khoảng đấy anh em nhé. Cúc của nó là cúc đây, cúc, đương nhiên là cúc truyền thống của dòng La Cốt rồi. Mã VIP 23 này, vai 41 búc 47. Dài áo là 65 anh em nhé. Dài áo là 65. Mà em áo polo của La Cốt. Cốt tông 100% này. Con này là hàng nội địa Hàn Quốc anh em ạ. Nội địa Hàn đây, tác này. Mã VIP 23 nhé. Tiếp theo là mã VIP 24 này, mà em La Cốt phong size 38 nhé. VIP 24 này. Vai 46 búc 50, dài 70. Dài tay là 60. Dài tay là 60 này anh em này. Đây, màu rất đẹp luôn anh em nhé. Họa tiết của nó này, rất đẹp luôn. Đây, con này cũng mới 90%. Một size 38. Mã VIP 24. Cúc nào nó cũng dập hiệu ấy anh em nhé. Cúc nào nó cũng dập chữ La Cốt đấy. Đây, trên này có chữ La Cốt này. Thêu này. Con này là chất cốt tông nhá. Cốt tông 100%. Đây, hàng nội địa Hàn. Đây, tác như mới luôn. Áo cũng như mới anh em nhé, áo cũng như mới luôn này. Mã cuối cùng này, mã cuối cùng của em La Cốt họa tiết caro nhé, form size 100. Đây, cúc nào nó dập hiệu chữ La Cốt này anh em này. Đây, túi áo La Cốt này. Đây, cúc nó rồi. Em cứ tưởng là mất cúc, giải thích cả mình. VIP 25 này, vai 49 búc 52, dài áo là 67 anh em nhé, dài áo là 67. Đây, mà em La Cốt cộp tay này, rất mới này, đây, cúc dự phòng còn nguyên. Cốt tông 100% nhé, hàng nội địa Hàn. Đây, tạm đây. Mã VIP 25 nhé. Rồi, vậy là em đã lên hết tổng cộng 25 mã áo VIP cho video ngày hôm nay. Rất cảm ơn các chú, các bác mình đã chú ý quan tâm theo dõi video. Anh em có nhu cầu đặt hàng hay là cần thêm thông tin về sản phẩm thì vui lòng inbox Zalo hoặc là nhắn tin gọi điện giúp em nhé. Theo cái số điện thoại bên dưới màn hình. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye.